Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Easy đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dragon City nhé. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like cũng như là comment xuống dưới video. Nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và nếu video được 1000 like thì ngày mai chúng ta sẽ tập mới nhất của Dragon City nha. Chúng ta sẽ vào thôi nào, let's go. Thì anh em nhìn thấy gì chưa? Anh em nhìn thấy cái quái gì chưa? Tôi còn có 16 game thôi. Sáng nay là 173 hay 174 game gì đấy. Mà bây giờ thì chỉ còn 16 game thôi à. What the fuck luôn, tôi cũng không hiểu. Tôi đã tốn rất nhiều game để có thể là đứng ở top 1 trong cái sự kiện lần này. Ôi lần này đua nó thực sự là khó thật đấy anh em ạ. Ơ, bạn đã finish và sẽ đợi vài phút để nhận, để tính toán cái ranking. Ô, tôi đợi cả một tiếng rồi mà sao chưa có nhở? What the hell? Tôi nhận rồng ở đâu? What the fuck man? Anh em đã nhận được con kia chưa? Sao tôi chưa nhận được nhỉ? What? Tôi không hiểu là sẽ nhận ở đâu đây. Oh my god. Bó tay chấm com rồi, tôi nhận ở đâu đây anh em ơi? Không thấy. Không thấy luôn anh em ạ. À. Oh my god. Trời ơi, tôi lấy ở đâu ra đây? Tôi đang xem là sẽ lấy ở cái con rồng ở chỗ nào đây. Oh my god. Bó tay chấm com anh em nhá. Bây giờ tôi không biết là tôi sẽ lấy con rồng kia ở đâu luôn anh em ạ. À, mình sẽ vào trong này để lấy mở lại game, hy vọng là nó sẽ update hoặc cập nhật gì đấy. Hay mình phải vào trong cái này nhỉ? Hay có lẽ phải vào trong cái này anh em ạ. Chúng sẽ vào trong Dragon City đây rồi. Không có cái thông tin gì về cái phiên bản cập nhật mới nhất cả. Mình cũng không hiểu là cái cập nhật mới nhất này nó sẽ ở đâu luôn ấy. Này bó tay.com luôn. Ok, nó sẽ phải đợi thôi anh em. Không biết làm nào. Tầm khoảng một tiếng rồi mà vẫn chưa tính toán cái đường đi của chúng ta đây anh em ạ. Mình không hiểu lắm tại sao luôn. Ok, tôi xem nào. À, đây rồi. Đây rồi, bây giờ thoát ra vào lại anh em ạ. Thoát ra vào lại thì là mấy công nhận kết quả. Glugter, tí thì mình chửi của này rồi đấy. Rồi, tôi đứng nhất anh em nhá. Up to lên 2 sao cũng không thể up được rồi, tại vì chắc chắn là mình sẽ không up được. Lý do tại sao anh em biết không? Tại vì mình hết game rồi, hết sạch game rồi nhé, không còn game nào nữa thì ép up kiểu gì bây giờ đúng không? Không thể nào up lên được ấy. Tôi sẽ bán đi để breeding ra con đấy. Mình sẽ lấy ở trong store nha anh em. Dragon, con rồng đấy là con rồng heroic mới à? Mình cũng không nhớ lắm. Ok, chúng ta sẽ tìm con rồng cái. Con rồng đấy nhỉ? Con rồng mà chúng ta đang xem để đâu ta? Nhiều rồng quá anh em ạ, tôi nhiều rồng quá. Hai Nebula, Milky Way à? Chắc là con này anh em ạ, chắc con Nebula này. Possessor có mấy con bí ngô trông hay ghê. Mấy quả trứng hay ghê. Đây à? Ủa đúng rồi, chính xác là Nebula đây anh em ơi. Nebula đây rồi. Xuất hiện đi nào, Nebula. Ui, ghê đấy bạn ơi, con này thật sự là xấu. Nó không đẹp lắm. Nó không đẹp mắt cho lắm anh em ạ. Thôi chơi tạm vậy, chứ biết làm thế nào bây giờ. Anh em nói mà tên này là gì thì hãy em comment xuống dưới nha, để mình có thể là có một cái tên nào đó hay đặt tên cho con này nha anh em. Đây còn 10, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này. Hình như là level 20 nó sẽ tiến hóa dạng cuối. Rồi mình sẽ cho nó tạm lên level 30 nhá. 30 cho nó khỏe một tí đã. Đấy. Con này xấu thật sự luôn đấy ạ. Con rồng xấu nhất trong cái lịch sử rồng heroic nha em ơi. Phải nói là như vậy, xấu quá thể đáng luôn ạ. Mà mình tốn quá nhiều game để cho con này đấy.
Trời ơi là trời, 200 GB lên con này. Không lấy được thì anh em lại chửi cho. Bảo đua cùi bắp, không lấy được con đấy. Heroic Combat. À, lại có cái gì rồi này? Lại có một cái hòm mà lại Titan à? Ồ. À, chú đang rất là chờ đợi cái con mới nha anh em ơi. Chú đang rất chờ đợi cái con rồng mới của chúng ta. Con rồng Heroic cộng với Titan ấy, nó sắp xuất hiện rồi. Cấp bộ 30 à? Cấp 30 dễ tìm thôi. Nó ở đâu đó cái đây thôi. Nó yếu nhất trong cái hội 30 nên nó sẽ ở cuối cuối. Nebula, Nebula anh em ạ. Nhìn ở trong cái hình mà fan làm hoặc là nhà support làm ấy, nó đẹp một cách gọi là dã man. Nhưng mà trong này nó xấu một cách dã man con ngan. Nói chung con này thì sẽ không bị khắc chế, không bị khắc hệ được. Cũng được. Ở trong người nó thì nó hệ thì nó ngon anh em ạ. Hệ nó thì nó có hệ pua và hệ vô cực, cũng như thêm một hệ ánh sáng. Con này khắc chế rất nhiều con nha. Nếu nó thêm một hệ primer nữa thì nó sẽ khắc chế tất cả các con rồng xịn, rồng hệ xịn. Đấy. Không cần thiết anh em ơi. Nhí. Ok. Pua line này bạn ơi. Tấn công nào. Pua line luôn, tấn công luôn. Victory rồi. Chính xác rồi anh em. Trong cái Fury Có một sự kiện mới thì phải anh em ạ. Chúng ta sẽ có một sự kiện mới hôm nay. Đây là sự kiện nó đang diễn ra. Ui. Ui. Anh em có nhìn thấy không? Wow. Wow. Thật sự rất là đẹp. Rất là đẹp nha anh em. Chúng ta cùng quay lại lên đỉnh phát. Ui đẹp quá. Đẹp quá, con hệ thì vừa lửa và băng anh em ạ. Trong bên trong của nó thì nó là lửa. Nhưng mà bên ngoài của nó lại giáp băng. Một tay băng, một tay lửa. Đuôi băng, đuôi lửa. Một nửa mặt là lửa, một nửa mặt là băng. Dị vãi. Nhưng mà mình có một cái không thích. Đó chính là cái cánh tay trái của nó. Nó thành là cái kiểu gì, súng phun lửa à? Hay là cái méo gì vậy? Freezer. Freezer băng và lửa. Băng hỏa. Ai à, gớm nhở, gớm vãi cả lồng đèn luôn anh em ạ. Khá đẹp. Không biết là có lên được đỉnh lấy con này không nữa. Nó vừa một cái may mắn. Fine Eyes. Và con Dark Jester. Con này tôi có rồi nha anh em, nên tôi không cần con này nữa. Nói chung là cũng được. Con này đẹp. Con này phải nói rất đẹp. Con này rất rất đẹp luôn ấy. Ok, chúng ta đánh xong trong cái quest. Bây giờ sẽ quay lại cái arena. Arena ngày mai nó sẽ kết thúc rồi. Đấm nhau thì đấm thôi. Đánh nhau thì đánh thôi. Thoải mái đi. 50, 55 và 56 ạ. Đánh thôi anh em ơi. Đợi chờ gì nữa. Ok, và chúng ta sẽ lên nào, let's go. Pure energy như thế này. Let's go boy. Đấm nó. Chết ngay, làm sao mà có thể đỡ được. Mấy con này thì nó... trời, tôi chết mất anh em ạ. Đừng chết, ôi chết. Ngáo vậy. Tôi để thua một cái con 5 sao rách vãi nhở. Tôi hiểu được luôn ạ. Tôi hiểu luôn anh em ơi. Một đấm thôi là sẽ bay nha. Một đấm thôi là sẽ bay màu. Bye bye. Goodbye. Goodbye. See you again. Không hẹn gặp lại luôn. Collect này anh em. Mở hò một cái. Cho có gì đây. Bốn mươi lăm và 50 à? Team này thiếu một người anh em ạ, không đánh nhau được. Thế mới gọi là nhọ. Nhọ anh em. Chết luôn bên kia anh em. Úi giời, vào đấm cho vai tí ấy. Tí ẩn anh em ạ, khỏe nhờ. Có thể khắc hệ mình sao nhỉ, đúng không? Chính xác khắc hệ. Văng ạ. Bây giờ
băng lên ngôi à? Hình như kiểu là băng lên ngôi anh em ạ. Rồi, gần đai, còn có 45 nữa. Mệt nhá. Không dễ. Ôi, thắng rồi, thắng luôn anh em ạ. Còn đợi chờ gì nữa. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào với anh em trong tập tiếp theo nhá. Bye bye.